Nói chuyện. Cây này cây mai chương thủy với lá trùng nha. Im. Trùng nâu nha, trùng nâu nha. Ba cản kìa. Ừ, ba đang quay video đó. Trùng nâu tay cành bự hơn con tay nè. Cái ngọn là bự cỡ con chân cái luôn á. Ủa, bự hơn con tay cái đó. Con này như bự hơn con tay nè. Cành này nuôi cũng lâu rồi nha các bạn. Cây này nó có cái nét hay lắm nha, nó già nuôi lắm nha, trùng nâu nha. Tay cành người ta thấy bắt cũng bự rồi. Quay lại gần, hồi qua về tối quá. Bán hai cây mà bán con cây kia. Cây này người ta bắt cành cũng hay lắm. Đế này mà thấy dòm nó già ghê không? Nó già nua lắm á chứ. Đế thì cũng tương đối. Dòm cây nó già nua, hai mặt tiền. Nhưng mà mặt chính sẽ là bên đây. Mày chưa thấy nha, trung nu nha. Mình giảm giá luôn đi. Hôm nay cây nào mình cũng giảm giá. Ai mua được thì ủng hộ.